Xin chào các bạn, không biết các bạn có thấy bonsai dâu tầm chưa? Thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn, cũng gần Tết rồi, mình gợi ý cho các bạn làm bonsai dâu tầm nha, cây dâu tầm. Thì dâu tầm này người ta trồng bằng chiếc nhánh. Chậu nè. Không trồng gốc bự không chiếc nhánh trái quá trời của đất luôn. Nè chiếc nhánh nè các bạn, xem cách ngược là chiếc nhánh như thế nào nè. Nó hồn mắt ghép, mắt chiếc. Này chiếc ra trồng chỗ khác.